Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu định nghĩa về Scrum. Scrum là một bộ khung tinh gọn giúp các nhóm và tổ chức tạo ra giá trị thông qua các cái giải pháp thích ứng cho các vấn đề phức tạp. Theo học thuyết Scrum, thì Scrum được thành lập dựa trên chủ nghĩa thực nghiệm và tư duy tinh gọn. Chủ nghĩa thực nghiệm khẳng định rằng kiến thức đến từ kinh nghiệm và đưa ra quyết định dựa trên những gì quan sát được. Còn tư duy tinh gọn giúp giảm lãng phí và tập trung vào những điều thiết yếu. Chủ nghĩa thực nghiệm được thể hiện qua sự minh bạch, sự thanh tra, sự thích nghi dựa trên kinh nghiệm và dựa trên sự tự đánh giá. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về sự minh bạch, sự thanh tra, sự thích nghi ở các phần tiếp theo. Còn bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu xem dựa trên kinh nghiệm và tự đánh giá là như thế nào. Dựa trên kinh nghiệm nghĩa là nhóm học từ mỗi sprint và áp dụng những kinh nghiệm đó để cải thiện quy trình làm việc của họ. Kinh nghiệm thì có thể là đến từ kinh nghiệm nhóm. Ví dụ như là velocity, tức là đo lường khối lượng công việc mà team hoàn thành trong một sprint, rồi chất lượng sản phẩm. Với mỗi sản phẩm, việc đánh giá chất lượng sản phẩm qua các chỉ số nào là phù hợp, không phải là việc làm một lần. Và cũng không phải là ngay lần đầu tiên mà có thể xác định chính xác chỉ số cần đánh giá. Sử dụng kinh nghiệm của nhóm sẽ đúc kết được kinh nghiệm việc nên đánh giá theo chỉ số nào, chẳng hạn là chỉ số là số lỗi hay là độ bao phủ của test case, vân vân. Ngoài ra, dựa trên kinh nghiệm cũng có thể đánh giá được hiệu quả của các hoạt động trong sprint như là thời gian dành cho các cái cuộc họp hay là mức độ tập trung của nhóm, vân vân. Những nội dung này thì chỉ có thông qua kinh nghiệm mới đúc kết ra được. Tiếp theo là kinh nghiệm về sản phẩm. Kinh nghiệm về sản phẩm trong Scrum không chỉ đơn thuần là tạo ra một sản phẩm, mà nó bao gồm việc là học hỏi từ những gì đã làm để cải thiện sản phẩm trong các lần lặp tiếp theo. Đây chính là cách mà Scrum thể hiện tính dựa trên kinh nghiệm. Mà muốn học hỏi được từ những gì đã làm thì dĩ nhiên là nhóm Scrum sẽ phải biết được phản hồi của khách hàng. Những phản hồi này chính là kinh nghiệm quý giá giúp team hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong đợi của khách hàng, từ đó điều chỉnh sản phẩm sao cho phù hợp. Bằng cách theo dõi khách hàng sử dụng sản phẩm, team có thể xác định những cái tính năng được sử dụng nhiều nhất, những tính năng ít được sử dụng và những điểm mà khách hàng gặp khó khăn. Dựa trên những dữ liệu này thì team có thể ưu tiên phát triển những tính năng có giá trị nhất cho khách hàng. Tiếp theo là kinh nghiệm về quy trình. Với Scrum nói riêng và bất kỳ quy trình nào nói chung, không phải ngay từ lần đầu mọi nhóm dự án đều có thể áp dụng thành công. Cho nên là dựa trên kinh nghiệm thể hiện ở chỗ, team sẽ tối ưu hóa và sửa đổi quy trình làm việc. Ví dụ, trong quá trình làm việc mà nhóm thấy quy trình phối hợp đang mất thời gian và gây ra nhiều hiểu lầm, thì bằng việc học hỏi, dựa trên kinh nghiệm, dần dần cả nhóm sẽ thống nhất được cách làm để mà phối hợp tốt hơn. Chi tiết các phần này, các bạn sẽ được học ở các phần về các cái sự kiện trong Scrum, lúc đó các cái kiến thức này sẽ sáng tỏ hơn. Còn giờ, chúng ta chỉ nắm các cái khái niệm trước đã nha các bạn. Tiếp theo là kinh nghiệm về công nghệ. Bởi vì Scrum duy trì các cái hoạt động theo từng sprint và qua mỗi sprint thì nhóm sẽ đúc rút được kinh nghiệm từ việc là sử dụng các cái công cụ cho đến việc là hiệu suất rồi là cái khả năng mở rộng hay là cả các cái vấn đề về an toàn thông tin. Ví dụ sau mỗi cuộc tấn công từ hacker thì nhóm đã rút ra được là rất là nhiều bài học để các lần sau không bị vi phạm nữa. Ý tiếp theo chúng ta phân tích là việc tự đánh giá. Nhóm Scrum được khuyến khích tự đánh giá và tự quản lý, tức là self-manage. Họ có trách nhiệm là liên tục cải thiện quy trình làm việc của mình và đề xuất các cái điều chỉnh cần thiết. Để thực hiện tự đánh giá hiệu quả thì các thành viên có thể là tự đặt ra cho mình những cái câu hỏi như là tôi đã đóng góp gì vào sprint này, tôi đã hoàn thành các cái mục tiêu mình đã đặt ra hay chưa, rồi là tôi đã gặp phải những cái khó khăn gì, tôi đã học được gì từ sprint này, tôi có thể làm gì để cải thiện hiệu suất của mình trong sprint tiếp theo. Bằng cách thực hiện tự đánh giá một cách thường xuyên thì các nhóm Scrum có thể tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả, sáng tạo và linh hoạt. Còn tư duy tinh gọn trong Scrum thì đề cập đến việc áp dụng các cái nguyên tắc và phương pháp của tư duy tinh gọn để tối ưu hóa quá trình phát triển sản phẩm và làm cho quy trình làm việc trở nên hiệu quả hơn. Các nội dung về chủ nghĩa thực nghiệm sẽ được phân tích chi tiết ở nội dung của khóa học này, còn các cái kiến thức về tư duy tinh gọn các bạn có thể tham khảo ở khóa học phát triển phần mềm tinh gọn của mình. Các bạn có thể quét QR code để xem thêm về khóa học hoặc là truy cập vào phần tài nguyên để xem thêm. Còn ở khóa học này, chúng ta chỉ tập trung vào Scrum thôi.
Scrum không khó để có thể hiểu được vì các cái kiến thức, khái niệm được mô tả dưới dạng guideline, tức là các cái hướng dẫn. Định nghĩa Scrum và học thuyết Scrum cũng cơ bản là ngắn gọn như vậy thôi. Ở các bài học tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào phân tích chi tiết hơn các cái khái niệm khác và thời lượng bài học cũng dài hơn nhiều. Do đó, các bạn hãy chú ý theo dõi. Cảm ơn các bạn.